Chào buổi sáng cả nhà. Hôm nay là ngày đầu tiên Sophie và Henry đi học cả nhà. Tới trường rồi, hồi nãy giờ lo chạy xe không à. Bây giờ mới tới trường, mới bật máy quay lên. Sophie đây. Rồi, để mẹ lấy túi cho Sophie Henry nha. Get the bag, Sophie Henry. Come on. Sophie bag. Này, hey, tay lên. Này, hey, đeo vô, chọc tay vô. Người kêu. Này. Này, trông chưa? Đó, Sophie mang túi cho người đó, cô chú. Với Henry bag. Túi của Henry nè. Chưa chưa chào mẹ. Đi luôn vậy đó hả? Đó hai đứa cô chú. I'm going to the school. Yeah, con go to the school. Mẹ đi nha. À, con thiếu gì không ta? Why no one in the car? Thì tại vì người ta pick the drop the kids up and ta đi về nhà rồi. Cho Phi lẹ lên. Nhớ nhé. Chớ. Nè bye bye con nha. Bye. Bye darling. Toàn chiều nay là để đi lại đón hai đứa nha. Nha. Someone say myself. Okay. The teacher inside. Okay. Teacher's inside. Yeah. Ủa mà mình có đi Này Henry ăn sao chơi nha con. Yeah. They love it. There's a lot of doors isn't there? Yeah, let me open the door for you. Come on. Yay. Okay, mommy is make leaving. Đây là chỗ tụi nó học nè cô chú. Henry, oh they beat up. Okay, goodbye darling. Goodbye. Okay, mommy and mommy pick you up later, okay? Sophie? Sophie? Sophie. Goodbye, Sophie. Hi. Hi. Goodbye, Sophie. Bye bye. Ai, tụi nhỏ vô rồi cả nhà ơi. Bây giờ thì Quân đi làm. Mà bây giờ đó là chạy xe về nhà để xe. Hello, good morning. Thank you. Is Sophie in there? Yeah, yes. Sophie and Henry. See you. Bye. Bye. À, bây giờ đó thì Vân đi làm. Rồi chiều thì ba tụi nó đón. Nói Vân không có chạy xe đi làm mà để xe ở nhà cho ba tụi nó đón xe của ba tụi nó, cái xe xanh cả nhà. Bị hư rồi. Như lâu quá không chạy á. Phải hôm nay không chạy xe van đi làm không mà. Cho nên á là mình không có. Giờ mình phải chạy xe về nhà để xe nhà. Rồi sau đó đi xe bus đi làm. Rồi chiều đặng có xe ba tụi nhỏ đón tụi nhỏ. Rồi sau đó ổng sẽ sửa xe gì đó đặng bữa sau có thể đón tụi nhỏ đặng mình chạy xe này mình đi làm. Rồi bye cả nhà nha, gặp cả nhà chiều nay. Bye. Hello cả nhà. Đi làm về cả nhà ấy. Hôm nay là trước sẽ đuổi luôn, làm từ sáng tới giờ luôn. Bây giờ là 6:20 rồi. Ba của đứa nhỏ thì ba Henry Sophie đón Henry Sophie về rồi nè. How's school today Henry? Good. Good hả? How's school today Sophie? Sophie sao vậy? Sophie không ngủ, Sophie mệt rồi. Hôm nay đi học Sophie không có ngủ. Is he tired? He fell in all. He. Sophie, we want mommy. Henry's talking. Yeah. I don't talk to other people. Henry fell asleep coming to pick mommy up. Oh god, he was crashing. He was holding the water bottle thing there, for the fish thing, and he fell asleep there. And he had a lollipop that fell on his shirt. Was stuck on his shirt there. Okay. Like if that time, like 4 or 5 o'clock, if we arrive in the car, Henry always sleep. Yeah, no, you know, a big day. It would have been a big day today. Big day today. Like eight till five. I'm not even picking him up. I don't know, maybe. Maybe picked up earlier.
But then they go, then they fall asleep. Then I'm gonna wake them up and they come pick you up, like. Henry, did you see Sophie today? No. You look up, no. What did you tell at school when you can't see Sophie? Two sections, two different areas. Hey, I'm wrong, huh? And I in the toilet room. Yeah. I keep going to the toilet room. I wear it all the time. Nhà trường cho ăn cái gì? Did you like the food, Henry? Yep. Hôm nay ăn gì kể mình nghe coi. Some meat, hả? Pasta. Anh này nè, là hôm nay là ăn lanh là ăn cái gì? Some cake. We learn space and we get lollipop. Oh, really? Yeah. Ôi ôi. I've had a lollipop about 2 or 3 hours now. Con ăn nhiều không? Con ăn nhiều đồ ăn không? Cô giáo có bắt con ăn hết đồ ăn không? And they gave me salad. Oh, that's salad? Fruit salad, huh? Apples. Apple, wow, delicious. Apple? Take your rocking on tomorrow, banana? Maybe. No, we have some banana. I taken out already, last night. And then? Orange. We drink the orange there. How about the raspberry? I can't remember. Mommy don't know. Something new, huh? Okay, it's good. Delicious, eh? No, good day. First day. Go to school. Good day. Sophie ăn gì? What's Sophie eat? Sophie mệt rồi. Sophie tired. She's like blank like this. She's really blank. You're tired because she haven't sleep. Okay. Get something take away about Thai food. Thai? You feel like Thai? You want ride to Kamatau? Thai? Thai in the restaurant in Kamatau. And you want there or you want to take away? What do you think I asked you? Yeah, no, just no, just Henry, don't be rude to mummy, please. Let mummy speak. We're going back home. Yeah, we're going back home to see Henry, but you know, but mummy's hungry now, though. I'm a bit hungry, darling. We need something to eat. Am I not hungry? You not? Ở đó nghe là ngày mai đi học là ngày mai sáng sớm rồi đi chứ không có vụ mà sáng thức dậy không rồi không chịu đi nha. You're going to shop soon and get the water bottles and get them birthday cake. Okay, just giant ice cream. Do you want ice cream cake and candle? And what? And candle. Candles. Yeah. Yeah. Okay. Bây giờ là về nhà đi ăn tối cả nhà ơi. Anh sẽ tắt cái máy này nha, hẹn cả nhà buổi tối. Nằm đây học vui không? Water. Chú mở coi. Cho hai đi con, đưa hai với. Cho hai. Đừng có trích gì. Take off hả? Share with Henry. Share cho hai với con. Good girl. Móng tay đẹp của Sophie đâu? Mẹ sơ móng tay đẹp cho Sophie nè. Con cháu móng tay đẹp nè. Pretty. Pretty girl. Đẹp quá. Cho hai uống với. Hai cắt nước. Cứ bảo bà không mẹ hỏi nè, Sophie hôm nay đi học vui không? Sophie have friend today? Con có friend không? Sophie có bạn không? You vui không? Con nhớ mẹ không? Mommy đâu? I have three. Hồi sáng này đi học có lo chạy vô chơi không mà không có thèm, không có thèm để ý là mẹ nó đi đâu hết trơn á. Chắc là chơi đã rồi đi kiếm mẹ không thấy mẹ đâu. Where mommy? Mẹ đâu? Mommy đâu? Đi học còn đó chơi không thì mommy đi về mất tiêu.
ơi, mặt bị cưng quá hà, love you quá hà, thương chương quá hà. Sao hôm nay đi học với em mà không thấy em đâu là sao? Học chung trường mà. Sao không thấy em đâu là sao? Lo chơi không à? À, mẹ ngỡ nè, hôm nay có bạn không? Hôm nay có bạn con tên gì? Con có nhiều bạn không? Do you have friend today? No. No. Không có ai nói chuyện với con luôn hả? Everyone, I'm playing with them toys in the school in the back. And not talking me. Trời ơi, vậy đúng không? And so no girl? No girls. Oh, no girl today. The girl talk with you other day. Cái chị mà hôm bữa trước nói chuyện với con á, hôm nay không có đi học hả? And the girls are talking with me. Vậy hả? Yeah. And your friend đó, con có nói mọi người á là ngày mai là sinh nhật của con không? Mommy, and they dress up like a fireman. Yeah, that's fireman. Hi, Toby. Me. Stan. Me and Mama. Oh, that's right. In a scaling triangle, all three sides of it. Con mắc mắc cho con nấu hả? A square has four axes of 70. True or false? True. Because what happened, I put 60 again, and then I went back and I saw it. I'm like, okay. Wait, that's wrong. Now, these two here, because they're both equal size, 58, 58, and 116, that's 64. Okay, so 141 to 180 degrees there, so that'll be 39, 89, 11, 91. Okay. Yeah, they're two equal sides, so that equals that. So, 140, 40. Cái này là what is that? Sanh choi bao. Sanh choi bao là thịt xào rồi xong cái bỏ lên rau ăn cả nhà. Còn cái này là cơm nấu nước dừa, nước cốt dừa. Quanh thì ăn cơm trắng, ngon mắt. Cái này là mình chỉ cầm lên là mình cuốn ăn thôi cả nhà. Toby no no. Cái này là cuốn bắp cả nhà. Giống như bánh cuốn á. Yeah. Yeah. Ở chồng anh không phải chụp hình nữa mới cho ăn thiệt luôn á. Gonna have a good time. Don't give me the smile up. When I'm serious, like, don't do anything. Someone drops. Last night you were having fun. You were playing with the kids, rumbling. You were happy. You were laughing. That's been normal. But being a smart ass trying to fight with your sister is not having fun. It gets me pissed off now. She's now doesn't know if I can eat it or not. Okay? Don't eat it.
Con muốn ăn hả? Tôi coi coi. Nè. Good. À. What is Rice? Troy. Troy. Henry. Where's the ambulance? Just try. Don't put my. It's the. Món kế tiếp là cái này là ăn beef curry, thịt curry thịt bò cả nhà. It's good, Mia. Món này là cái món one order. Cái này là thịt cút chiên sốt cay, siêu ngon. Anh nghĩ là ngon. Mấy cha con nè, ngồi ăn rau kìa. Năm 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 năm. How everything daddy? Good. Beef curry good? Món kế tiếp, thịt bò xào. Ai cũng ăn như thế. Đây là món phở xào của Thái. Phở xào cà chà. Của chuyên của Thái nha nha. Bác sĩ yêu á. Cút mà gà chiên giòn đúng không? Lúc trước mình ăn gà không? Cái trong nước sốt nó có nó quế nữa không? Món này đúng là Việt Nam. Hôm nay đi học cái mệt hay sao, ăn quá chị ăn luôn. Ăn hết nửa chén cơm của mẹ luôn, mới chơi được quá. Ăn xong rồi cả nhà ơi, bây giờ á là đi vô siêu thị đặt mua bánh kem Henry. Ngày mai á là sinh nhật của Henry á. Và ngày mai con đi làm rồi, cho nên là sinh nhật của Henry sẽ tổ chức tại trường. Cả nhà đông không? Chạy thôi chịu không nổi. Cưng em lắm. Ok, đi go. Đang quay bằng điện thoại đi, nó rung cả quá trời cả nhà. I found the bottle. Hai đứa lấy hai bó xôi á hả?
mua bó thô cho Henry đi học cả nha. Throw it out. Anh shopping kìa Daddy. Daddy shopping. Chịu không nổi với bà thì. Ôi kìa. Turn around. Có hai mấy chị em đó kìa. Có chị lúc nào cũng vui hết trơn. Mình sẽ đi mua ice cream cake Henry cả nhà. The world needs to us, they don't have it. They don't? No. I look all the day. I think it's on show, I think. Maybe. Ice cream cake for one? You? This one or this yeah. one? Party friend of Ray. Mm. Yeah, it, you see that, but it's a lock. The kids can't get it, is it not? Yeah, you need candles too or not? Yeah. Number four, Daddy. Mà xí lì vậy sao? Mẹ nó đi phía sau thôi. Mua đèn cày cho Sophie Henry cả nhà. Rồi xong chưa, John? Lẹ before ice cream and melt. Bubbles. Come on, we go home. That's it. Wait a minute. John. Really? Got some whistles? Đi về ha cả nhà ơi. Halloween coming soon. Ở đây Wally này, ở phía trước có camera hey. Nữa cả nhà. Hi. Không phải camera này. Oh, jeez. Yeah, already dropped. Lâm lên. You gotta stay in the map. I'm just trying this. See, I can't take this anymore. Mấy nhà con cũng tiền trong đó cả nhà. Thôi như vậy là hết một ngày rồi đó cả nhà. Thôi là mình xin kết thúc video tại đây nha. Cả nhà video tiếp theo. Bye bye, hẹn gặp lại cả nhà. Bye. Henry say goodbye. Bye. Mimi say goodbye. Don't be bye. Super tired. You go home please. Super tired. Super tired.